Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tàn nhưng không phế, chị Nguyễn Thị Phương Thanh ở ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã nỗ lực vượt qua tật nguyền, tự giúp mình và giúp người khác vươn lên trong cuộc sống. Chị là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác từ nhiều năm nay ở Vọng Đông. Họ lúc đầu mình học mình rất là khó, tại vì tôi học cái người là bình thường thì học nó rất là dễ, còn như cái người khuyết tật học rất là khó. Nhưng mà suy nghĩ nhớ thấy cái tấm gương của Bác Hồ đó, cái mình ráng mình vươn lên để mà mình vượt qua, rồi từ từ, thí dụ như người ta thì một ngày người ta có thể là người ta may được, nhưng mà cái phần của tôi thì nó người khuyết tật vậy đó, thì phải là 2 ngày 3 ngày cũng thành công. Với suy nghĩ không muốn làm gánh nặng cho gia đình và xã hội, nhiều năm qua, chị Thanh đã nỗ lực vượt qua khó khăn và làm được những việc khiến ai cũng nể phục. Đến nay, chị đã tạo dựng được cơ sở mây công nghiệp, đem lại việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 30 chị em phụ nữ ở địa phương. Rồi cái sau này, lúc mà học cái nghề rồi về làm cái có dạy lại cho mấy chị em trong xóm nữa. Rồi cái từ đó mỗi dạy được cho mỗi một người mà thành người ta lãnh hàng về nhà may đó, thấy rất là vui trong lòng. Hơn 15 năm làm nghề may vá, là cũng ngần ấy thời gian, chị Thanh kết hợp cùng chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ, dạy nghề giúp nhiều người có việc làm, ổn định cuộc sống. Rồi như hồi xưa tôi cũng đi làm thuê, làm mướn cũng vất vả lắm. Điều kiện nó cũng khó khăn lắm kia đó, nhưng mà khi mở cái lớp mai dạy nghề này cho phụ nữ ở xã nè, rồi bây giờ như giúp có công ăn việc làm cho chị em tôi ở nhà, tại nhà mai cũng có nguồn thu nhập cao, rồi như là phụ với gia đình, tiếp chồng con đi học chồng con làm này kia đồ cũng nhàn ra. Việc của chị Thanh đã giúp cho nhiều cái, tạo được cái sự lan tỏa, giúp cho truyền cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ khác ở trên địa bàn, là dù cho có khó khăn cách mấy thì cũng có thể khắc phục và vượt qua. Hơn thì cái chị đã khuyết tật nhưng mà chị đã làm được như vậy rồi, thành ra nhiều chị khác thấy được là mình nên cố gắng và vượt qua hơn được những cái khó khăn hiện tại để thoát nghèo và làm ăn lên, vươn lên khá giả. Dù bị khiếm khuyết một phần cơ thể, song với ý chí khát khao vượt qua nghịch cảnh, chị Thanh đã chiến thắng được số phận và truyền cảm hứng cho nhiều người khác để họ có thêm ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tàn nhưng không phế, lời dạy đó của Bác đã làm thay đổi cuộc đời chị Thanh.